với chất liệu là lụa Thượng Hải cao cấp, màu sắc vô cùng tinh tế. Mọi người chỉ cần để lại số điện thoại ở trên livestream của bên em thì auto 100% có đơn hàng thành công giúp em nhé. Mọi người nhìn giúp em đi ạ. Chất liệu của bên em sẽ là hàng lụa Thượng Hải cao cấp với những đường kim mũi chỉ vô cùng là tinh tế, cực kỳ là sắc sảo. Dạ được chị ơi, khi mà mình nhận hàng mình được phép kiểm tra giúp em nhé. Chất liệu của bên em là hàng lụa Thượng Hải cao cấp, khác xa với những loại trôi nổi trên thị trường nên mà mọi người yên tâm. Giá thành trên thị trường đang bán với mức giá từ 800 đến 850.000 đồng một chiếc khăn lụa Thượng Hải cao cấp như thế này. Ngày hôm nay khi mọi người để lại số điện thoại ở trên livestream, chia sẻ bài viết cho em lên trang cá nhân cũng như ở nhóm, mọi người sẽ được mua với mức giá vô cùng ưu đãi, chỉ với mức giá 199.000 đồng cho em một chiếc khăn cao cấp lụa Thượng Hải cực kỳ sang trọng. Mình có thể vừa làm là phụ kiện, vừa làm có thể làm khăn này, mình có thể sử dụng quanh năm bốn mùa giúp em, mình có thể phối hợp đồ rất là dễ này, thanh lịch, lịch lãm, bên cạnh đấy vô cùng là sang trọng, kết hợp với áo dài này, áo sơ mi, quần âu, thậm chí mọi người có thể phối với áo vest đều ok, mọi người yên tâm cho em nhá. Dạ ok tình yêu ơi, mình lấy mình chỉ cần để lại giúp em số điện thoại thôi. Ngày hôm nay với mức giá ưu đãi chỉ với giá 199.000 đồng, mọi người sẽ dinh ngay về cho em là một chiếc khăn chất liệu lụa Thượng Hải cao cấp, kích thước 1m1 x 2m. Hàng bên em yêu cầu khách hàng nhà mình khi nhận hàng 100% là phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Với chất liệu lụa Thượng Hải thì bên em dám cam kết cho mọi người là chất liệu nó sẽ không bao giờ bị bay, bị xù, đặc biệt là sẽ không bao giờ bị sờn chị, mình có thể sử dụng rất là lâu, độ bền và hạn sử dụng của nó rất là tốt, mọi người yên tâm cho em luôn nhá. Với những màu sắc vô cùng là bắt mắt, không chỉ là những họa tiết nổi và là những họa tiết nhạt màu giúp mọi người có thể phối hợp thoải mái giúp em, và với giá 199.000 đồng thì không gì mọi người không dinh lấy giúp em 2 đến 3 chiếc, mình có thể phối đồ vô cùng là dễ dàng mọi người nhá. 199.000 đồng, nhanh tay để lại cho em xin số điện thoại, nhớ là chia sẻ bài viết cho em lên trang cá nhân cũng như ở nhóm cho em nhá. Mọi người nhìn kỹ giúp em này, chất liệu của bên em sẽ là chất liệu lụa Thượng Hải với chất liệu mềm mịn mượt, tạo cảm giác thanh lịch sang trọng cho người sử dụng, đặc biệt hơn nữa là một trong những phụ kiện không thể thiếu dành cho những cô gái, đúng không ạ? Những sản phẩm này thì khoác lên trên mình sẽ tạo cảm giác cho mình rất là nhã nhặn này, thanh lịch này, không những thế mình có thể làm những phụ kiện để có thể đi gặp gỡ bạn bè cũng rất là ok mọi người nhá.